Thưa quý vị, thời gian qua, tổ chức đoàn hội tại Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các trường đại học trên địa bàn thành phố, tổ chức các phiên giao dịch ngày hội việc làm. Đây là cơ hội cho người trẻ tìm kiếm vị trí phù hợp với năng lực và cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Những ngày hội tư vấn, giới thiệu và định hướng khởi nghiệp lập nghiệp cho thanh niên như thế này, thời gian qua đã được tổ chức đoàn hội tại Đà Nẵng định kỳ tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu về thị trường lao động, hiểu rõ hơn về nhu cầu, xu hướng của các nhà tuyển dụng. Thành đoàn hội Liên hiệp thanh niên, hội sinh viên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là với lại hội doanh nhân trẻ, rồi Sở Lao động Thương binh Xã hội, để mà có nhiều cái diễn đàn hơn nữa, nhiều cơ hội hơn nữa để làm sau đó mà tạo ra môi trường thuận lợi để cho các bạn thanh đoàn viên thanh niên và sinh viên trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra nhiều thách thức về việc làm đối với người lao động. Thực tế cho thấy sinh viên ra trường được trang bị các kiến thức chuyên ngành đầy đủ nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm do thiếu các kỹ năng mềm. Như em, khi mà em đi làm rồi, em được trải nghiệm, em được thực tế rồi thì em cũng mới thấy rằng là cái kỹ năng mềm nó quan trọng đến mức nào. Cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay rồi là cái áp lực mà cạnh tranh giữa cái AI, trí tuệ nhân tạo tạo ra thì tôi cho rằng là cái việc phát triển đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao tay nghề cho người lao động là hết sức cần thiết, bởi vì nó là không những là nhu cầu của doanh nghiệp mà nó là nhu cầu của bản thân. Đối với doanh nghiệp, nếu mà có sự đầu tư về phát triển nguồn nhân lực thì rõ ràng là sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích không những cho người doanh nghiệp mà người lao động. Theo chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp, lao động được hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn giới thiệu việc làm đạt trên 40% vào năm 2025 và năm 2030 đạt trên 45%. Với phương châm đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp, thời gian đến tổ chức đoàn hội tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người trẻ kết nối với các cơ hội việc làm cũng như tiếp cận với các xu hướng, yêu cầu về nhân lực của doanh nghiệp.